Rồi hello bạn, hôm nay mình có dịp gặp một bạn trong nhóm tăng chiều cao ở Hà Nội ha. Thì bạn này em tên là Trương Đức Long đúng không? Anh nhớ rất là rõ. Thì hai cây mấy em trai? Em 2004 ạ. 2004 thì theo ký ức của mình là hồi dịch 2020 đúng không em? Lúc trước là anh có một video phỏng vấn, là lúc đó là kết quả là từ 1m72 lên 1m77 đúng không? À, 5 cm. Thì bây giờ là sau khoảng gần 3 năm nữa đúng không? 2020 giờ là 3 năm. Thì em này hiện tại là em cao mét bao nhiêu? Hiện tại thì em cao 1m80 ạ. 1m80 là lên thêm được 3 cm nữa. Và tổng tất cả nguyên cái quá trình của mình là từ 1m72 lên 1m8 là 8 cm ha. Thì em có thể kể rõ ra từng giai đoạn của mình không? Là mới đầu là em tập gì và chiều cao em được bao nhiêu, từng giai đoạn nó như thế nào, em có thể kể rõ cho các bạn biết không? Dạ vâng ạ. Lúc đầu mà bắt đầu biết đến Acon thì là em lúc ấy em cao 1m72 và cái khoảng thời gian là em tập được theo những cái video trên mạng của anh với cả một anh nữa, thì là em có lên được là từ 1m72 lên 1m77. Thì sau cái khoảng thời gian mà lên được 1m77 thì em cứ nói thì cái thời gian của em cũng như là cái việc học các thứ nó nhiều lịch hơn. Thế nên là em cũng không tập được Acon nhiều nữa mà chuyển sang là chơi thể thao với cả là chạy bộ. Thỉnh thoảng thì những cái hôm mà rảnh ấy thì em vẫn sẽ tập những cái bài Acon đấy, độ 1-2 video một buổi tập thôi. Thì là hiện tại thì là em lên được 8 cm từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Hồi đó là em có kể là lúc đó là em rất là thường xuyên tập những video của bạn Huy 1m83 đúng không? Vâng đúng rồi. Thì hiện tại là em không còn tập Acon nữa, em chỉ duy trì tập thể thao. Điều độ là hiện tại là em chơi những môn gì? Chia sẻ với bạn biết không? Hiện tại thì em chơi bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, bơi với cả điền kinh ạ. Có nhảy dây không? Nhảy dây thì thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thoảng ha. Rồi thì nói chung là một cái kinh nghiệm rút cho các bạn là đôi khi các bạn muốn tăng chiều cao, các bạn không nhất thiết các bạn phải tập bài của mình, các bạn chỉ cần vận động làm sao cho mình không nghỉ ngơi là được ha. Là nói chung là nếu mà bạn bỏ tập, bạn không có thời gian tập của mình thì các bạn có thể đi chơi bóng đá, chơi bóng rổ, chọn bất cứ môn thể thao nào mình thích đó. Rồi sau cái quá trình dài đúc kết kinh nghiệm như vậy thì em có lời khuyên hay là kinh nghiệm gì cho mấy bạn không? Vâng ạ, thì cũng là một trong những người mà được cao lên từ Acon nên là mình cũng muốn chia sẻ tới tất cả mọi người đang muốn tăng chiều cao. Trước tiên thì chúng ta sẽ luôn phải có trong mình tinh thần vận động cũng như là thể dục thể thao để cho cái cơ thể mình nó luôn được đạt được trạng thái là khỏe mạnh nhất. Thứ hai là nên kiên trì và quyết tâm khi mà mình theo đuổi một cái mục tiêu gì đấy, bởi vì là Acon này thực ra là có những bài tập thì nó cũng rất là mệt, nhưng mà tuy nhiên là nếu như mình có động lực hay là mình quyết tâm thì là mình sẽ vượt qua được cái đấy. Còn một cái nữa là cũng nên gọi là lạc quan hơn về cái chiều cao của mình để có thể phấn đấu tốt hơn cho cả những cái vấn đề khác, chứ đừng nên là quá là nghĩ về cái chiều cao của mình quá. Kiểu nhiều bạn kiểu hơi bị coi là chiều cao là tất cả đó, là mình bỏ quên hết những cái yếu tố khác đúng không? Là mình cứ nghĩ là mình có chiều cao tốt là mọi thứ nó sẽ tốt với mình, nhưng mà thật ra nó rất là nhiều yếu tố đúng không? Rồi em muốn chúc các bạn trong nhóm tăng chiều cao điều gì không? Vậy còn điều gì chia sẻ nữa không? Qua video này thì mình xin chúc tất cả các bạn trong nhóm tăng chiều cao là sẽ có một sức khỏe thật là tốt, cũng như là có được cái chiều cao mong muốn của riêng mình. Nói chung là rất là có duyên ha. Sau 3 năm rồi mình bỗng nhiên mình có duyên mình gặp lại. Và lúc này bạn Long cũng có một cái kết quả mới chia sẻ với bạn để mấy bạn xem mình có động lực hơn. Rồi cho bạn thấy vóc dáng hiện tại của bạn. Của bạn. Đây, rất là cao ha. Rồi, body rất là chuẩn.